Trực tiếp Brunei với Indonesia nhận định trước trận, huấn luyện viên Shin Tae-jang gặp bất lợi không tưởng, nguy cơ mất điểm cao. Sau chiến thắng ở trận giao quân trước Campuchia, đội tuyển Indonesia sẽ có màn so tài với Brunei. Trong trận đấu thứ hai tại bảng A, AFF Cup 2022 trên sân trung lập của Kuala Lumpur, Malaysia vào lúc 17 giờ chiều tối ngày 26 tháng 12. Và trước trận đấu này, huấn luyện viên Shin đã khiêm tốn cho biết: "Tôi không thể nói đội tuyển quốc gia Indo muốn ghi được bao nhiêu bàn cũng được vì họ phải tôn trọng trình đối thủ và thay vào đó chúng tôi sẽ dành sự tập trung cao nhất có thể." Với việc Thái Lan đánh bại Brunei với tỷ số là 5-0, còn Philippines cũng đã thắng đậm với đối thủ này cách biệt là 5-1, đội tuyển Indonesia đang phải chịu áp lực ghi rất nhiều bàn để đưa hiệu số phụ với các đối thủ. Nói về vấn đề này, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: "Tôi không muốn nhìn vào kết quả, chúng tôi muốn tập trung cao nhất cho đội tuyển quốc gia Indo trước Brunei." Nhà cầm quân này cũng hy vọng sẽ được chứng kiến một lượng đông đảo các cổ động viên từ Indo sang Kuala Lumpur để cổ vũ cho đội nhà. Đội tuyển Indonesia đang phải thể hiện một phong độ tuyệt vời và tốt trên sân. "Chúng tôi cần dành những điều tốt nhất cho những người hâm mộ, những người chắc chắn sẽ đến xem trận đấu trên sân khách này. Cũng bởi khoảng cách giữa Indo và Malaysia rất gần, hơn nữa Malaysia cũng có nhiều cổ động viên, vì vậy chúng tôi xin cảm ơn những người hâm mộ đã tới sân cổ vũ hết mình cho các cầu thủ." Trong khi đó, hậu vệ là Arianto cũng đã mong muốn giành được một kết quả tốt vì người hâm mộ. "Chắc chắn chúng tôi sẽ làm hài lòng những người hâm mộ đến sân. Hy vọng chúng tôi có thể có một màn thi đấu cống hiến cho trận đấu ngày mai." Trước đó, đội tuyển Indo đã có màn ra mắt không mấy thành công tại AFF Cup 2022. Mặc dù giành chọn được 3 điểm nhưng việc chỉ thắng sát nút Campuchia trước hàng ngàn khán giả trên khán đài của Bukano khiến cho vị huấn luyện viên Shin cũng không hài lòng. "Tôi vui vì đã giành chọn được 3 điểm nhưng tôi không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Chúng tôi đã không tạo ra được một trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ, ghi quá ít bàn thắng. Kết quả này khiến cho tôi cảm thấy giận dữ. Các học trò của tôi thì cần phải tận dụng tốt cơ hội, nghiêm khắc với đa phần các cầu thủ Indo, nhưng thầy Shin lại tỏ ra độ lượng với các cầu thủ nhập tịch của Indo là Ahmad hay là Klopp. Màn trình diễn của họ thì khá là tốt nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Đối với Ahmad, đây là một trận đấu đầu tiên của cậu ấy trong màu áo của Indo. Ahmad đã chứng tỏ được một hậu vệ giỏi. Cùng với đó là Spakovic, cậu ấy cũng không ghi được bàn. Tôi nghĩ điều này là do anh đã nghỉ thi đấu khá lâu và tôi tin là cậu ấy sẽ cải thiện được phong độ trong trận đấu này. Thậm chí là cậu ấy có thể trở thành vua phá lưới của kỳ AFF Cup năm nay." Ngoài ra, vị huấn luyện viên Shin cũng đã cảm thấy nuối tiếc vì khán giả của sân Bukano không thể đông như thường lệ. Thảm kịch trên khán đài của sân Kazihuran cũng đã cách đây không lâu khiến cho Liên đoàn bóng đá Indo buộc phải thắt chặt an ninh. "Tôi cảm thấy tiếc khi mà khán đài còn nhiều chỗ trống nhưng đó là điều bắt buộc." Theo thống đốc Kidodo, cùng với các nhân viên cảnh sát đã nỗ lực làm việc để cho các cổ động viên có mặt tại sân ngày hôm nay. "Tôi xin gửi lời cảm ơn tới họ. Tất nhiên là tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã có mặt cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Indo." Indonesia được coi là một đội bóng giàu quyết tâm nhất tại trận đấu năm nay bởi một đội hình giàu chiến thuật và có một chiều sâu, huấn luyện viên giỏi tài năng cùng với dàn cầu thủ dồi dào sức chiến đấu. Họ được kỳ vọng sẽ là lần đầu tiên lên đỉnh của Đông Nam Á sau nhiều năm chỉ về nhì. Cơ hội đã đến với đội bóng này khi mà Thái Lan, đối thủ nặng ký nhất bảng A, đã tiến tới giải vô địch với muôn vàn khó khăn, từ chuyện là thiếu hụt lực lượng tới phong độ đáng báo động. Người hâm mộ cần tin rằng nếu như mà thi đấu đúng khả năng, Indo hoàn toàn có thể vượt mặt Thái Lan. Nhưng màn thể hiện của họ trong trận đấu mở màn trước Campuchia thì phần nào cũng thể hiện và để lại sự hoài nghi. Indo tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, thậm chí các đối thủ đá rát thường xuyên pressing nhưng lại hoàn toàn bế tắc. Chứng kiến cả hiệp 2 thì đội bóng xứ sở vạn đảo chỉ có một lần dứt điểm trong cầu môn của Campuchia. Đây là một màn thể hiện không xứng đáng với vị thế của ứng cử viên vô địch. Do vậy, họ cần phải cải thiện tình hình ngay lập tức và trận Brunei sẽ cho Indonesia có cơ hội chỉnh lại thức ngắm. Không thể phủ nhận rằng ngày hôm nay mục tiêu của Indo không chỉ là thắng mà còn thắng đậm để ghi nhiều bàn hơn Thái Lan, cạnh tranh chỉ số phụ. Để làm được điều đó thì chắc chắn họ sẽ phải tấn công dồn dập đối thủ. Những người được vào trận tư tưởng từ thủ dồn toàn bộ đội hình trước cầu môn để hạn chế tối đa số bàn thua. Những gì Brunei thể hiện trong thời gian qua là cố gắng nhưng không thể phủ nhận họ sẽ có một dụ đựng bóng của giải. Có thể Indonesia sẽ không nhập cuộc như Thái Lan là phối hợp nhiều ở trước vòng cấm nhưng thiếu tốc độ khiến cho các đường chuyền bóng trở nên đập vụn. Thay vào đó họ sẽ tấn công trực diện, dùng thể lực và tốc độ để xuyên phá hàng thủ của đối phương. Đây là điều mà Philippines đã làm rất tốt với mũi nhọn là Daniel, cầu thủ vừa nhanh vừa khỏe, một mình anh thường xuyên qua mặt hậu vệ Brunei trong trận đấu vừa qua. Với cách biệt cũng như là cách tiếp cận này, Indo có thể tự tin bởi họ sở hữu rất nhiều ngôi sao kỹ thuật, tốc độ và lối chơi đắt léo. Indo cũng đã từng có nhiều trận thắng đậm 7-0 trước Nepal và 5-1 trước Lào. Nhờ những pha tấn công vỗ thẳng vào mặt của đối phương,
Một chiến thắng để giúp kéo dài mạch toàn thắng lên con số 5 đã đơn giản với Indo. Cái khó là họ sẽ phải ghi nhiều bàn hơn 5 bàn thắng. Một là để cạnh tranh chỉ số phụ với Thái Lan, hai là lập kỷ lục với bàn thắng Brunei với tỷ số đậm nhất tại sân chơi AFF Cup. Từ trước tới nay thì Indo chưa bao giờ ghi được hơn 5 bàn vào lưới đối thủ này. Sau hai lượt trận, cục diện bảng A của AFF Cup 2022 hiện khó đoán, hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt và kịch tính bởi cơ hội cho cả 4 đội thì đều là như nhau. Khi cùng đều có 3 điểm là Thái Lan, Philippines, Indo và Campuchia. Ở AFF Cup 2020, huấn luyện viên Shin Tae-yong lần đầu tham dự đã chứng tỏ được khả năng đưa đội tuyển Indonesia đến trận chung kết. Tuy nhiên, đội bóng của ông không thể làm nên điều bất ngờ trước một Thái Lan sở hữu nhiều ngôi sao như Chanathip hay là Supachop. Với sự tiến bộ rõ rệt trong suốt những năm vừa qua, người hâm mộ Indonesia đang mong chờ ông sẽ giúp cho Garuda thay đổi lịch sử. Nhận định về các đối thủ của đội tuyển Indonesia, ký giả Harak của tờ Watch Indonesia mới đây đã chỉ ra, dù có hay không Chanathip Supachop thì Thái Lan vẫn luôn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Không ai được xem thường Thái Lan, chiến thắng đậm trước Brunei là lời khẳng định cho điều đó. Vì huấn luyện viên Poking may mắn sở hữu lực lượng dồi dào nên dù vắng các cầu thủ kể trên thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới thế trận của họ. Việt Nam vẫn đang khẳng định là đội bóng hàng đầu khu vực với nhiều cầu thủ kỳ cựu, đặc biệt sự góp mặt của Quang Hải. Không ngạc nhiên khi mà họ chơi ấn tượng với quyết tâm cao vô địch để có một lời chia tay đẹp với ông Park. Tuy nhiên, đội tuyển Indo thì cũng không hề kém cạnh nếu như mà đặt lên bàn cân so sánh. Với thời gian huấn luyện đủ lâu của huấn luyện viên Shin kết hợp với dàn cầu thủ đang đạt độ chính của sự nghiệp, Indo đã sẵn sàng thử thách ngôi vương AFF Cup 2022. Đây cũng là một cơ hội tốt để chúng ta thể hiện và thực hiện hóa giấc mơ của bóng đá Indo. Trận đấu với Brunei là một cơ hội để đội bóng xứ sở vạn đảo có thể vươn lên với hiệu số thắng bại trong cuộc đua giành ngôi nhất nhì bảng trước một đối thủ quá yếu. Trong khi đó, dù đã thắng, song người hâm mộ Indo và huấn luyện viên Shin vẫn không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà trước Campuchia. Sở hữu một đội hình mạnh so với đối thủ và tạo được áp lực mạnh mẽ, song suốt hai hiệp đấu và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút Indo đều bỏ lỡ đáng tiếc. Brunei, một đội bóng lót đường và là mổ điểm cho các đội bóng cùng bảng, sẽ không có nhiều cơ hội trước quyết tâm có một chiến thắng đậm và thuyết phục. Chắc chắn các học trò của huấn luyện viên sẽ tấn công dồn dập ngay từ đầu và càng ghi được nhiều bàn thì càng tốt, nhất là hiệp 2 khi các cầu thủ Brunei đã xuống sức. Điều này cũng đã thấy rõ bởi hiện tại Brunei gần như bị loại, không còn động lực thi đấu, ngay cả một bàn thắng danh dự thì cũng khó để hiện thực được.